Ai đánh đổ túi rác đấy? Tí nữa đối tác nước ngoài đến ấy, họ đánh giá sao? Lúc em đến đã thấy nó ở đấy rồi, chả liên quan gì đến em. Lúc em đến còn chẳng thấy gì cơ, chả hiểu sao bây giờ tự nhiên lại lòi ra ở đây. Em không biết đâu ạ. Ai làm thì nhận, nếu không ấy, chị sẽ phạt mỗi người 1 tháng lương. Kìa, ai làm thì nhận đi. Ý thức lên tí đi, đừng có để liên lụy đến người khác. Đấy, biết ngay. Chị ơi, em chính là người đang làm đổ rác ạ. Sao lúc nãy em không nhận? Tại vì em sợ. Thế thì bây giờ em hết sợ rồi ạ? Em sợ khách hàng người ta đánh giá và ảnh hưởng tới mọi người ạ. Em nói dối, rõ ràng là cái túi rác đấy là chị cố tình đánh đổ. Việc hôm nay chỉ là chị muốn thử xem ai là người sẽ nhận trách nhiệm. Nếu mà việc nhỏ ấy mà không ai dám đứng ra nhận trách nhiệm ấy, thì làm sao việc lớn chị có thể tin tưởng giao cho được. Còn em hôm nay thì đã vượt qua thử thách. Vị trí giám đốc kinh doanh ấy, chị sẽ giao cho em. Em cảm ơn chị ạ. Cô ơi, của cháu đây. Cô ghi sổ cho cháu nhá. Trông ăn mặc thì cũng không đến nỗi nào mà cũng đi mua chịu. Con gái thời nay đúng là chịu. Không phải đâu, cậu hiểu lầm cô ấy rồi. Dạ. Alo. Dạ vâng. Phải phẫu thuật ạ? 50 triệu ạ. 50 triệu tôi biết lấy ở đâu ra bây giờ. Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng thu xếp ạ. Cô ấy, cô cứ cầm lấy đi ạ, ở trong đấy có 50 triệu đấy, coi như là tiền mua đồ cả năm. Chào chủ tịch Linh. Dạ. Tại sao chú lại ăn mỗi cơm không mà không ăn thức ăn đấy kia? Vợ chú ấy bị tai nạn, nằm liệt giường cả năm nay rồi. Ba miệng ăn đều phụ thuộc vào tiền lương của chú ấy. Cho nên mỗi khi mà có đồ ăn ngon là chú ấy đều để dành mang về cho gia đình ạ. Em báo với cả phòng hành chính tăng lương cho chú ấy thêm 5 triệu. Nếu như mà tăng lương cho chú ấy, em e là phòng bảo vệ sẽ bàn tán những lời không hay ạ. Phòng bảo vệ thì cũng cần tổ trưởng để quản lý mà. Từ bây giờ chủ Tuấn sẽ là tổ trưởng. Em đi báo với phòng hành chính như thế. Em hiểu chị. Cháu có ít quà của đối tác, cháu không dùng đến. Chú nhận lấy đi ạ. Chú cầm đi. Cảm ơn chủ tịch ạ. Chào chú. Chị ơi, em mang đồ đến rồi ạ. Đợi chút. Dạ vâng ạ. Anh giao hàng đúng không? Dạ vâng, đồ ăn của chị đây ạ. Hết 120.000 ạ. Tôi đặt hàng lúc 11:30. Nhưng mà bây giờ 12:30 rồi. Lúc em đang mang đồ đến cho chị thì con em nó bị sốt, em phải chở cháu đến viện. Anh nghĩ là mỗi anh có hoàn cảnh ạ? Ship muộn quá, tôi hết đường ăn rồi. Kìa chị, em xin chị đơn hàng này bằng cả ngày công của em đấy ạ. Anh làm cái gì đấy? Chị, bỏ ra. Anh ship đồ à? Thế không phải là của chị vừa nãy? Thì nãy anh vừa gọi cho em còn gì nữa. Dạ vâng, của chị đây ạ. Em gửi nhá, em cảm ơn. Chị cứ lo cho con em giúp em đi ạ. Em giao nốt đơn này xong em vào viện ngay. Sao cơ ạ? Phải đóng viện phí 2 triệu à? Để em gom đủ rồi em vào một tẻ chị nhá. Bố vào ngồi đây ạ. Bố có ít hoa quả, mang cái hai vợ chồng con. Bố lên chơi với vợ chồng con ấy, bố không phải mua gì cả. Thực ra bố lên đây đưa mẹ con vào viện, bác sĩ bảo phải mất mấy chục triệu. Là dạo này công việc của con vẫn còn đang bấp bênh quá, nên là cũng không có được nhiều. Còn còn có 2 triệu. Bố cứ cầm vào viện trước với mẹ đi. Anh ơi, bố đâu rồi? Bố đi vào viện rồi. Em cầm tiền ra định đưa cho bố, nhưng mà bố đâu rồi anh? Bây giờ nhà mình đang khó khăn. Tiền không có lúc này thì lúc khác mình kiếm vẫn được. Còn bố mẹ ốm đau ấy, thì mình phải đặt đến hàng đầu. Bố vừa mới đi khỏi, vợ chồng mình đuổi theo chắc vẫn kịp đấy. Bố ơi, con vào phòng thấy có một ít tiền, bố cầm lấy lo viện phí cho mẹ nhé. Bố cảm ơn hai con.
Bố có miếng thịt lợn rất là ngon, bố ăn cho con đấy. Nhà con ăn cơm rồi, không dùng thịt này đâu. Cho bố vào nghỉ một tí nhá. Nhà con đang không tiện, hay là bố sang nhà cái Linh đi. Bố, có miếng thịt của con ở quê, mang được cho con đây. Bố ơi, bố vào nhà đi ạ. Anh ngồi đây nói chuyện với bố nhá, để em đi lấy nước. Bố ở đây vài ngày á, hai vợ chồng con rất là bận rộn, cho nên là con sợ không có thời gian để mà chăm sóc cho bố đâu. Để con gọi thằng Út. Bố đâu rồi? Anh bảo bố sang bên nhà thằng Út rồi. Sao chồng lại nói với bố như thế? Mình thu xếp công việc, mình ở nhà chơi với bố mấy hôm đi chứ sao? Bố mẹ chăm mình cả đời còn được, bây giờ mình chăm sóc bố mẹ có mấy ngày thì không được à anh? Anh này, mình đi tìm bố đi. Về ở với chúng con nhé. Con đưa bố về. Ôi, chị ơi, đồ của chị đây ạ. Đứng lui ra đi. Cái áo này của cô bẩn đấy, chắc là phải một năm chưa giặt đấy nhở. Chị nhận đồ giúp em với ạ. Bây giờ thang máy hỏng rồi, cầm đồ lên tầng 5 cho tôi. Nhưng mà... Cầm lên đấy để tôi mới nhận đồ. Đừng có bảo cô lười nhá. Làm nghề dịch vụ này mà lười ấy, tôi cho một sao. Vậy để em cầm lên cho chị ạ. Không thấy là tôi đang có đống đồ đây à? Xách đi. Đây, đi xuống đi, vứt túi rác này cho tôi. Nhanh lên, cầm lấy. Dạ em nghe chị ơi. Cô đã vứt rác đi chưa? Em đang định vứt đây ạ. Cô kiểm tra trong đó có cái phong bì màu trắng không? Dạ có chị ơi. Tặng cô đây. Em cố gắng ở nhà vừa học vừa chăm sóc mẹ cho chị nhé. Chị sẽ cố gắng kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ. Theo bạn, nhân cách con người đáng giá bao nhiêu? Trời ơi, có ai thấy hộp phấn của em ở đâu không? Sao vậy em? Em mất hộp phấn chị ạ. Mà không hiểu tại sao công ty của mình dạo này toàn mất đồ vặt thôi. Ai cầm chai nước của tôi rồi? Em à, anh mới mua tặng em một phấn. Này, đây là hộp phấn của chị mà, sao em lại có vậy? Chị cứ làm như mỗi nhà chị có tiền mua phấn đi. Có chuyện gì vậy em? Chị ấy đổ ăn cho em, ăn trộm đồ của chị ấy ạ. Linh, nếu mà em không có bằng chứng, em đừng vội kết luận như thế. Tất cả về chỗ làm việc đi. Chị ạ. Bây giờ thì đã rõ 10-10 rồi nhá. Em không làm gì ạ, em chỉ thấy nó đẹp quá nên em xem thôi ạ. Đã có đủ tang chứng vật chứng như này rồi, tôi không hiểu sao cậu có thể ăn trộm những món đồ vặt như này và bán rẻ nhân cách của mình như thế đấy. Chị ơi, em biết sai rồi, chị tha cho em vậy ạ. Ăn trộm lần một sẽ có lần hai. Tôi không thể nào mà giữ một nhân viên ở trong công ty như này được. Bây giờ cậu đi đi, trả lại hết những đồ cậu đã ăn cắp lên đây. Mọi người hãy lấy lại món đồ của mình đi. Người xấu thì nhiều, người biết điều thì ít. Vậy nên hãy nhớ, tiền rách vẫn còn giá trị. Nhân cách rách rồi thì chị cũng bỏ đi. Ui, màu này đẹp thế, cho mượn anh thử gì nhá. Hay là cho tôi nhá, màu này tôi cũng chưa có đâu nhá. Anh đến rồi á? Vâng, em ra ngay đây, bà ở lại nhá. Chồng tôi đến rồi, tôi về đây. Đẹp trai thế, đi ô tô lại còn xịn. Cái Linh số nó sướng thế nhở, không thể như thế được. Em ơi, em xem ai là bạn em nhắn tin cho anh như này là như nào. Hai bọn mày có quá nhiều thứ, mà những thứ tốt đẹp ấy thì nên chia sẻ bớt cho những người xung quanh mới đúng. Đồ của tôi cho cô ấy không phải là vì tôi thừa, mà là vì tôi coi trọng cô. Nhưng mà đến chồng của tôi, cô còn dám lấy. Không còn cơ hội mà đánh son đâu. Người như cô không xứng đáng.